Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Trên yên cái chiếc xe số giá rẻ Cbiz Rock 110 2021 phiên bản mới, giống như Dream của Việt Nam nhưng mức giá cực kỳ yêu thương. Cái chiếc Cbiz Rock 110 2021 thực tế nhất đã được hãng xe này tiết lộ vào hôm nay. Theo đó, cái dòng xe số này được cho là phiên bản của Dream ở Thái Lan. The Cbiz Rock 110 2021 đã được hãng xe Cbiz cho khách hàng bắt đầu trải nghiệm và thái thử xe. Như chúng tôi đã nói về cái chiếc Cbiz Rock 110 2021 bất ngờ được ra mắt vào những ngày cuối tháng 10 năm 2020, thúc được rất nhiều cái lượt quan tâm vì bằng thiết kế góc cạnh hài cổ đẹp mắt. Nhưng cái điều khiến người hâm mộ thích thú đó chính là những trang bị trên xe đáng đồng tiền bát gạo và mức giá bán của cái chiếc Rock 110 cực kỳ yêu thương. Và đây là giá của chiếc Cbiz Rock 110 2021 tại thị trường Thái Lan, cụ thể như sau. Giá của cái chiếc Cbiz Rock phiên bản Sport tương đương khoảng là 26.600.000 đồng, gồm những màu như xanh dương, đỏ đen và cam đen. Còn Cbiz Rock cái bản Racing thì giá tương đương là khoảng 28.200.000 đồng, gồm những màu như cam đen và đen. Và giá của chiếc Cbiz Rock Elegant tương đương cũng khoảng là 28.200.000 đồng, gồm những màu như màu đen và đỏ. Cái chiếc Cbiz Rock 110 là một mẫu xe gia đình mới nhất của hãng Cbiz, thiết kế cực kỳ ngầu, nó bật với những đường nét sắc sảo, cùng với nhiều màu sắc đầy cá tính. Đi cùng đó là khối động cơ 4 thì 110cc, các công nghệ phun xăng điện tử là BFSI, một thương hiệu đến từ Delphi của Mỹ, thân thiện với môi trường, đạt được tiêu chuẩn thể Euro 4, cực kỳ nổi bật và cực ngầu trước bất cứ những ai, chính là đồng hồ là full LCD lần đầu tiên xuất hiện trên một cái dòng xe số giá rẻ. Tiếp đến cái phiên bản là Cbiz Rock 110 rất là đẹp và bất ngờ được những khách hàng đăng ký lái thử ở Thái Lan. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được một dáng ngồi của người cao cấp 7 trên phiên bản Rock 110. Cái chiếc xe Cbiz Rock 110 có cái phần đèn trước có dùng cho mình kiểu dáng hình hộp rất phổ biến từ trước nay. Nhưng trên phiên bản này thì đèn đã được thay mới bằng cái bóng đèn LED. Cái lỗi là 2 tầng logo Cbiz ẩn. Cái viền giáo đèn có cái chrome chống thấm nước cùng với cái viền đen tạo một cảm giác sâu và ăn khớp với cái phần đèn nhựa. Và cái chiếc xe này có cái phần xi nhan nhỏ hai bên rất là xinh xắn, thon gọn, hạn chế tối đa cái tình trạng bị gãy vỡ khi go quẹt, định hình được cái sự ấn tượng cho cái Rock 110. Và nếu nhìn từ phía sau, chúng ta rất dễ dàng bị nhầm lẫn với hệ thống đèn hậu của những chiếc mô tô quá lớn, khi toàn bộ đèn trên xe áp dụng hệ thống bóng LED làm rất là hoành tráng, đèn xi nhan rời hai bên vô cùng hiện đại thể thao. Cái cung vỏ trước của phiên bản Rock 110 với định hướng là một cái dòng xe gia đình, Cbiz Rock được thừa hưởng cái hệ thống khung treo phía trước cho phép người chủ sở lắp thêm cái vỏ đựng thực phẩm cho những quý bà đi chợ hoặc là những cái ba lô túi xách cho những cậu sinh viên học sinh, vô cùng tiện lợi. Và cái sự quan tâm nhất của cái chiếc Rock 110 2021 là cái khối động cơ. Khi chiếc xe có dùng cho mình động cơ xanh đơn SOC 4 vành, dung tích 109cc, cho ra cái công suất lên tới là 8.3 HP, tại vòng tua máy là 8.500 phút, moment xích đại 8.3 Nm, tại vòng tua máy là 5.500 phút. Chưa hết, khi phiên bản này còn được trang bị cho mình hệ thống phun sinh tử FI, giúp cho chiếc xe cực kỳ tiết kiệm liệu phân bình hết. Thiết kế cái phần yên dài cùng với chiều cao yên thấp chỉ là 780mm. Thì chúng tôi tham khảo từ Cbiz Thái Lan, bộ phận khung sườn của Rock là dạng carbon. Ấn tượng đầu tiên của cái chiếc xe này chính là cái đồng hồ kỹ thuật số lớn với những màu sắc vô cùng bắt mắt. Các thông số như thời gian, tốc độ, báo xăng, đèn báo rẽ đều được hiển thị cực kỳ rõ ràng, sắc nét, tạo một cái chút gì đó ấn tượng cao cấp khi so với những dòng xe khác. Những cái đường viền rơm sáng bóng tạo một nét đẹp sang chảnh hơn cho cái chiếc Rock 110. Điều khiến cho cái dòng xe này không chỉ dừng lại ở mẫu xe gia đình mà còn là mẫu xe thể thao hiện đại, trẻ trung và cá tính. Chiếc xe áp dụng cho mình hệ thống xích truyền dẫn DD với kích thước là 428, được công nhận chất lượng quốc tế, cho phép bạn tự tin tiến về phía trước và khám phá những cái cung đường mới.
nhằm tăng thêm tính an toàn khi Cbiz Rock được trang bị thêm phanh đĩa đi lực cho bánh trước với tiết diện lên tới là 210m, đảm bảo cái tính bền bỉ an toàn hơn bao giờ hết cho phiên bản Racing cùng heo dầu có cam màu đỏ. Phiên bản Edition và Sport sẽ được trang bị cho mình heo dầu màu đen đa dạng theo tùy chọn. Các chiếc Cbiz Rock 110 quá cách hơn sẽ dùng cho mình các dạng tốc sau dạng là tiên sóc úp. Phiên bản Eagle thì Rock 110 ở dùng là phục tiên sóc úp mạ trên sáng bóng bình dầu phụ. Phiên bản Racing thì Rock 110 cũng ở dùng cho mình phục là tiên màu đỏ thể thao với bể phủ lực cực kỳ nam tính. Phiên bản Sport của Rock 110 đã dùng cái phục đơn màu bạc có thể điều chỉnh độ cao. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Cbiz Rock 110. Cái chiếc xe này có kích thước tổng thể dài rộng cao lực là chiếc xe Rock 110 2021 có kích thước tổng thể như rộng dài cao lực 740 x 1920 x 1090 m, chiều dài cơ sở 1230 m, cái chiều cao yên 780 m, cái chiều cao là 150 m, cấp hẹp nhất là 39 độ, khối lượng 100 kg. Còn về mặt động cơ, 109cc SOC xi lanh xanh đơn uống thì la mát bằng không khí, đường kính hành trình piston 50 nhân cho 55,5 mm, hệ thống đánh lửa điều khiển điện tử FI với kích tỷ lệ nén 9,2:1, hộp số tròn 4 cấp, hệ thống phanh phanh đĩa lực ở phía trước và phía sau là phanh tăng chống. Cái kích thước phanh đĩa là 220 mm, bánh trước là sử dụng cho mình kích thước là 2,25x7 38 bi 0 cm, và cái bánh sau là 2,50x7 43 bi cũng 0 cm. Xe được trang bị cho mình đèn pha, đèn led DL, đèn hậu cũng đèn led, đèn báo xi nhan cũng là loại đèn led, ắc quy 12V 5A. Cái chiếc xe còn được trang bị một cái chiếc đồng hồ kỹ thuật số led rất là đẹp mắt. Còn về cái phần khung cơ sở, cái cấu trúc khung cơ thể là dạng carbon. Chiếc xe này có một cái bình nhiên liệu là 4 lít, hệ thống dẫn động cái tên DAD 428D, cái nhông trước 15 và đĩa sau 36, cái giảm sốc trước là monoshock, cái giảm chấn phía sau là tiên sóc úp. Theo Cbiz Nam chia sẻ chúng tôi thì cái chiếc Cbiz Rock 110 2021 có khả năng sẽ sớm được phân phối chính hãng Việt Nam với một mức giá bán không trên nhiều so mức giá ở bên Thái Lan. Và cái chiếc Cbiz Rock 110 2021 chính hãng sẽ được cập nhật liên tục trên cái tin nhanh 247. Các bạn đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tiếp nhớ like và subscribe. Suzuki nâng cấp Nucleby 150cc, quyết tâm đánh sập Honda và Yamaha. Theo đó, Suzuki CSX S150 bản độ có cái tông màu xám cam độc đáo cùng với dàn áo hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe có cản trước cùng với lớp bảo vệ ôm gần hết phần động cơ. Cái chỗ đẩy chân đẩy lùi về phía sau có lớp loại ERC. Yên ngồi có chỗ tựa lưng và đuôi xe được vuốt đẹp mắt cùng với tấm biển số cắn trên lớp sau cỡ lớn. Hốc đèn pha tạo chế như một chiến binh đường phố thực thụ. Xế độ còn có cái đầu tay cầm cứng và gương chiếu hậu gắn ở cái tay cầm cúp xuống dưới. Cái cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn được thay bằng loại kết hợp giữa analog và kỹ thuật số để tăng thêm cảm xúc thể thao hơn. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng led. Hệ thống treo gồm phục ống lồng trước và giảm sốc đơn đằng sau. Phanh xe gồm phanh đĩa cho cả hai bánh trước và sau. Sức mạnh của cái mẫu Suzuki CSX S110 bản độ có động cơ DOC 4 vành là máy bằng chất lỏng với dung tích 147.3cc. Động cơ này cho công suất tối đa 19,17 mã lực tại 10.050 phút. Moment xoắn cực đại 14 Nm tại 9.000 phút. Động cơ sử dụng hệ thống khung nhiên liệu trực tiếp
đi kèm với đó là hộp xe sơ cấp. Mẫu xe còn được trang bị ống xả D-Bells, tăng thêm cái độ hấp dẫn cho hoạt động của xe. Xe có hai tông màu cam và xám độc đáo. Bánh sau cỡ lớn cố gắng tấm biển số ở trên. Yên ngồi có chỗ tựa lưng. Đèn pha kiểu chiến binh đường phố rất hấp dẫn. Đèn hậu dạng LED. Lớp áo bằng carbon rất là đẹp. Cái ống xả hiệu Devils tăng thêm cái sự hấp dẫn và tiếng nổ rất là thanh thoát cho xe.